Xin chào độc giả của Báo Lao Động. Tôi là nghệ sĩ Hồ Liên. Các bạn đến với nhà hát kịch Việt Nam, các bạn thấy lịch biểu diễn và lịch luyện tập liên tục. Lúc nào sân khấu cũng sáng đèn, không luyện tập vở này thì luyện tập vở kia, không luyện tập vở kia, luyện tập vở nọ. Nó rất là nhiều vì nhà hát có hai đoàn biểu diễn và cái lượng công việc cũng rất là nhiều. Cho nên là thực sự là có thể là quý vị có khán giả ít thấy tôi trên màn ảnh truyền hình. Thế nhưng mà cái đời sống nghệ thuật, cái cuộc sống của chúng tôi thì luôn luôn, luôn luôn vẫn đang tiếp diễn, vẫn luôn luôn chảy. Chứ tôi không hề dừng lại, tôi cũng không chạnh lòng. Bởi vì tôi vẫn đang tiến lên, tôi vẫn làm nghệ thuật. Đôi khi sẽ may mắn đến với người này, may mắn đến với người kia. Có những cái vai hay, có những bộ phim tốt, có những cái dự án dài hơi hay được phủ sóng nhiều hơn trên truyền hình. Tôi vẫn luôn luôn hoạt động, tôi luôn luôn cống hiến. Có thể là tôi không lên sóng nhiều, không lên sóng truyền hình nhiều, nhưng mà thực sự cái mật độ mà biểu diễn nghệ thuật của tôi cũng rất là dày.